10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, nữ cũng là cung càn. Như vậy là xét cho thấy nam hoặc nữ mà tuổi mình cộng lại bằng số 7 là đa số rơi vào là cung càn. Cung càn là một cái cung xấu. Nếu mà cung xấu này cộng trùng tang nữa là gia đình của cái người đó phải trải qua 12 năm chịu cực khổ mới hóa giải được cái cung càn trùng tang. À, thì trường hợp này chúng ta cần phải nhờ các sư, mà những người sư mà mình hiểu được là những người người sư chân chính đó, thì những người đó đức độ mới có cũng hóa giải cho mình, gia đình mình mới bình an. Thì khi mà mình biết được, mình tính ra được đây là quẻ cung càn cung khôn rồi, thì mình đã tự tin một phần và chủ động